Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định số 1572 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch từ 75 ha xuống còn 32 ha và bổ sung tọa độ phân kỳ quy hoạch từ dự trữ sang quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ DX24 thuộc xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Tỉnh cũng đồng ý bổ sung quy hoạch 16 điểm mỏ khoáng sản gồm 14 điểm mỏ đất săn lấp, 1 điểm mỏ cát xây dựng, 1 điểm mỏ xét gạch ngói trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Phú Ninh, Núi Thành, Long Sơn và Đông Giang. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định loại bỏ khỏi quy hoạch 107 điểm mỏ, gồm 12 điểm mỏ đá xây dựng, 35 điểm mỏ cát xây dựng, 15 điểm mỏ xét gạch ngói và 45 điểm mỏ đất săn lấp.